Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Sale tháng 8. Hôm nay thì Shop tháng 8 xin review cho các bác, đó là mẫu Gian X1 2020. Thì chiếc xe này em đang có đây là màu xanh size M. Màu xanh size M dành cho những bác nào cao từ 1m60 trở lên. Rất nhiều các bác hỏi là anh cao tầm 1m50, 55 đi xe con này không, thì em xin thưa luôn là không đi được. Tại sao? Thì thứ nhất, khi các bác ngồi lên cái gióng khung này này, các bác sẽ bị kích cái cẳng hàng. Đã khi đã kích cẳng hàng, khi các bác dừng xuống cái máy dừng đột ngột nó chạm rất là đau đấy, nên các bác, những bác là dưới 1m6 thì không nên đi xe M. Còn về cấu hình của chiếc xe Gian X1 2020 thì thiết kế nó là khung nhôm, càng nhôm các bác nhá, càng nhôm, mối hàn càng nhôm này đấy. Bộ chuyển động số 4 chuyển động Shimano lay 3 đĩa 8 nít, nít cũng là Shimano, nít là nít Shimano đây, Shimano CSHG 200. Đề sau sử dụng Shimano Tolay này, cụ đề trước là Shimano Tolay, đùi đĩa là 3 tầng đĩa nhôm nhá. Và xe này sử dụng phanh đĩa dầu mà xăm lốp Gian 700x35C này, bám đường cực tốt luôn, yên Gian, da mềm đấy, màu sắc này. Màu này cũng chung là màu rất là sáng và đẹp. Còn xe có sử dụng nó là phanh dầu Techo, tay đề Shimano này, càng nhôm, dây âm sườn ở ngay mép trên càng đi rất là gọn, không đi bên cạnh là nhìn xấu này. Đấy, càng nhôm, phanh dầu, phanh đĩa dầu. Thì mẫu xe này hiện tại thì bên em đang có bán giá là 12.550.000 đồng. Đây là video làm cập nhật giá mới nhất để các bác đang quan tâm xe đặt Gian X1 có thể biết được giá bán. Những bác nào đang quan tâm mẫu xe này khi liên hệ mua hàng qua hotline 0933 522 186 sẽ được giảm giá ngay 5% khi mua hàng và được miễn phí ship nội thành dưới 10 km và tặng quà tặng. Nói chung là tổng bộ combo nó phải rơi tầm gần 1 triệu cho một chiếc xe. Nên các bác nào đang quan tâm mẫu xe này có thể trực tiếp vào website xedap88.vn hoặc alo hotline 0933 522 186 để đặt hàng. Đây là em làm video review lại chiếc Gian X1 2020 cũng như là báo giá mới nhất để các bác biết được. Cảm ơn các bác đã dành thời gian để xem video. Những bác nào thấy video hay hãy like, đăng ký kênh để nhận được nhiều video hay và mới hơn. Xin chào các bác.